cũng sẽ được sử dụng cho Paralympic Paris. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai kỳ Olympic và Paralympic sử dụng chung một biểu tượng. Biểu tượng này là sự tổng hòa của ba hình ảnh, đó là chiếc huy chương vàng, ngọn lửa thiêng Olympic và nàng Marianne, hiện thân của một đất nước Pháp tự do, bình đẳng, bác ái. Điểm đặc biệt cuối cùng là việc nội dung chạy marathon của Olympic 2024 sẽ không chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà sẽ có các phần thi riêng được tổ chức cho các vận động viên nghiệp dư. Marathon là môn thể thao biểu tượng cho Olympic và việc càng có nhiều người đến với marathon sẽ giúp tinh thần Olympic lan tỏa mạnh mẽ hơn.